Xin chào quý anh chị. Phước Sửu đang đứng tại một khu gọi là dinh thự của những cái người giàu, những người VIP. Thì ngày hôm nay Phước Sửu sẽ review cho quý anh chị về cái phân khu 1 và phân khu 2 nha. Thì cái phân khu 1 vừa rồi thì Phước Sửu cũng review khá nhiều cho quý anh chị rồi. Thì cái phân khu 1 cũng đã hoàn thiện gần đến 90% rồi. Và bây giờ Phước Sửu sẽ review cái phân khu 2 và những cái tiến độ cơ sở hạ tầng, và đồng thời những cái dọc theo cái bờ rạch của công viên này thì chủ đầu tư đã đang và làm những cơ sở hạ tầng nào rồi nha. Rồi bây giờ Phước Sửu cùng với cả nhà. Thì như vị trí của Phước Sửu đang đứng thì đây là một cái rạch cống dinh, một cái rạch ngăn của phân khu 1 Sai River County 1 và phân khu 2 là Sai Edu County. Thì tại cái phân khu 1 Sai River County 1 thì cho ra tầm khoảng 350 căn thấp tầng là từ shop house, biệt thự, nhà phố. Và tại cái khu Sai Edu County này thì cho ra tầm khoảng là 150 căn biệt thự và tầm khoảng hơn 2.000 căn hộ với cái giai đoạn đầu tiên. Thì giữa hai cái phân khu này có một cái rạch cống dinh khá lớn nha cả nhà. Chiều dài của cái rạch cống dinh này tầm khoảng là 25 đến 30 mét. Và ở đây thì chủ đầu tư đang làm bờ kè nha cả nhà. Đang làm bờ kè, nạo vét dọc theo cái bờ rạch cống dinh này. Và làm ở đây một cái nơi gọi là check-in, nơi mà gọi là có thể là nghỉ ngơi, giải trí và tổ chức những cái sự kiện công viên nhà nước giữa những cái quảng trường của hai phân khu này. Thì chứng tỏ chủ đầu tư GS này rất là chịu khó đầu tư những cái cơ sở hạ tầng để cho biến cái khuôn viên của cái khu dân cư này trở nên gọi là hấp dẫn và thu hút rất là nhiều giới đầu tư vào nơi đây. Tiến độ ở đây đã đổ rất là nhiều cái bờ kè. Như mọi người nhìn thấy thì tại cái phân khu 1 này nè, cơ sở hạ tầng đường đi bộ cũng khá chỉnh chu rồi, cũng một phần là đã đổ bờ kè rồi, xây lên và đồng thời là có khung rào chắn bằng sắt thép ha, tạo một cái khoảng cách rất là an toàn cho người lớn và trẻ em. Và đồng thời thì chỉ cần nạo vét cái rạch này nữa thì cái rạch này rất là rộng. Rạch này đã thông ra sông Xoài Rạp và thông ra sông Sài Gòn nên cái lượng nước thủy triều lên xuống khá nhiều luôn. Đặc biệt là lượng nước rất là sạch sẽ và không gây ô nhiễm. Và vị trí của Phước Sửu đang đứng là một công viên đi bộ dọc theo bờ sông, công viên giác quan và những cái siêu phẩm biệt thự 600 mét vuông. Thì vừa rồi Phước Sửu đã thông qua cái tiến độ của phân khu 2, giữa phân khu 1 và phân khu 2 và cái rạch cống dinh. Thì quý vị cần thêm nhiều thông tin hãy inbox cho Phước Sửu để sở hữu một căn biệt thự nhà phố shop house tại dự án Sai Ga Nhà Bè, và đồng thời chuẩn bị cho mình một cái tâm lý đầu tư khi chủ đầu tư tung ra những cái sản phẩm đợt 2 của dự án phân khu này nhé. Quý chị cần nhận thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu nha. Đừng quên like, share và subscribe kênh của Phước Sửu để nhận nhiều thông tin mới nhất về dự án Sai Ga Nhà Bè và đồng thời có nhiều sản phẩm bất động sản cực kỳ hot trong toàn quốc nha. Xin chào và hẹn gặp lại.